Chào mừng anh em đã quay lại với kênh Megacha của mình. Dạo gần đây, Katosai nhà mình đang có vẻ được hồi sinh rất là mạnh mẽ khi trên các diễn đàn mình rất là nhiều mem mới vừa gia nhập vào gia đình Katosai của chúng mình. Như anh em đã biết thì Katosai là một game gacha đặt nặng tính chiến thuật và xây dựng đội hình. Nên có thể ban đầu khi làm quen với game sẽ khiến cho người chơi mới hơi rối rắm, đặc biệt là hệ thống các trang bị của game. Chọn nhân vật nào để chơi khi khởi nghiệp thì mình đã có những cái video chia sẻ rồi, nên hôm nay mình sẽ làm tiếp video này để nói về hệ thống trang bị cho nhân vật nhé. Video này sẽ chủ yếu chia sẻ về hình thức, đặc điểm, nhận dạng và tác dụng của từng bộ trang bị, nên anh em xem xong cứ tùy theo phong cách chơi của mình để áp dụng. Tuy có một số quy tắc cơ bản nhưng mỗi người chơi sẽ có một gu khác nhau, miễn là anh em đừng phạm vô những tối kỵ là được. Thôi không dài dòng nữa, chúng ta vào việc thôi. Anh em vào phần quản lý đơn vị, mở đơn vị đó lên sẽ thấy mỗi đơn vị sẽ có 4 slot để lắp trang bị. Counter-Strike sẽ có 3 chủng đơn vị Counter, đơn vị lính và đơn vị thiết giáp. Sử dụng 3 loại trang bị khác nhau và không dùng chung cho nhau được. Slot 1 là vũ khí với chỉ số 9 là Attack. Slot 2 là áo giáp hoặc là đồng hồ Counter. Slot 3 và slot 4 là phụ kiện sẽ có những chỉ số khác nhau. Và hai slot này đều có thể thay cho nhau được, có thể trang bị cùng một loại phụ kiện. Vì vậy, trong quá trình farm đồ, anh em nên ưu tiên phụ kiện nhiều hơn so với giáp và vũ khí vì nhu cầu là nhiều gấp đôi anh em ạ. Chưa nói đến, việc anh em dùng đơn vị để công hay là thủ cũng phụ thuộc rất nhiều vào trang bị phụ kiện này. Ví dụ, với một counter thì phụ kiện sẽ có hai loại. Một loại đó là núm counter crown với chỉ số 9 là hit, làm tăng khả năng bắn trúng đích. Và loại thứ hai là truyền động movement, sẽ cộng chỉ số EVA hay còn gọi là chỉ số né, giúp đơn vị tránh được những đòn đánh của đối phương. Như vậy, nếu là một đơn vị công, gây đam hoặc là gây hiệu ứng thì anh em sẽ chọn núm counter. Còn đơn vị chuyên tăng thì anh em nên chọn truyền động. Tương tự, đơn vị lính sẽ là ống nhắm cho DPS và cánh tay cho tăng cờ. Nguyên tắc là vậy, nhưng anh em vẫn có thể sử dụng kết hợp một món tăng hit và một món tăng né, ví dụ như những đơn vị chuyên gây debuff nhưng vẫn cần phải sống dai một tí. Dựa vào chiến trường thực tế, nếu anh em thấy đơn vị mình mau ngõm quá thì khi đổi phụ kiện sẽ giúp cho em nó có thể tồn tại lâu hơn một chút. Trang bị sẽ có cấp độ từ T1 cho đến T7. Hiện đồ T7 đang được phép cày để mua khuôn đúc, nhưng các OB họ lại không quan tâm nhiều đến các món T7 này lắm, mà họ sẽ chọn nâng những món T6 đang sử dụng lên T7 thông qua quá trình nâng cấp hơn. Vì những món T7 hiện tại không có những chỉ số đặc biệt. Vậy thì chỉ số đặc biệt là gì? Mình sẽ đề cập ở phần tiếp theo của video nhé. Một lưu ý tối quan trọng nữa, đó chính là các trang bị sẽ cộng một chỉ số cực lớn khi được lắp đủ bộ. Và chúng ta sẽ có hai loại. Một loại set 4 món dành cho đơn vị công và set 2 món dành cho những đơn vị phòng thủ. Set 4 món thông thường hiện tại sẽ có 2 set cực kỳ quan trọng, đó là set skill haste làm giảm thời gian hồi chiêu đến 30% cho các skill chủ động. Set này gần như là vua của mọi set vì hiện tại những đơn vị mới ra mắt đều có skill rất là mạnh, có thể xóa sổ được vài đơn vị đối phương nếu kịp ra đòn. Vì vậy, chạy đua với thời gian hồi chiêu là cuộc chạy đua đến vạch chiến thắng anh em ạ. Đó là công. Còn những đơn vị hỗ trợ thì cũng cần hồi chiêu để nhanh chóng tung chiêu hồi máu hoặc là gây debuff cho đối phương. Vì vốn dĩ, đám này không giúp tiêu diệt đối phương mà là đảm bảo sự tồn vong của team mình. Chậm chân quá thì sẽ chẳng còn gì để mà bảo vệ, đúng không anh em? Một set nữa trong nhóm set 4 cũng quan trọng không kém, đó là set Attack Speed cung cấp thêm 20% tốc độ đánh khi đủ set. Lý do vì sao set này lại quan trọng? Vì như chúng ta đã biết, thế giới trong game Counter-Strike, những người sở hữu năng lực counter mới có thể vận dụng những tuyệt kỹ counter. Còn những đơn vị người thường thì sao? Họ chỉ có thể bắn, ném lựu đạn hay dùng một số loại khí tài nào đó. Vì vậy, ngoài đơn vị counter ra thì các đơn vị khác có thể sẽ không có skill đặc biệt. Họ chỉ có đòn đánh thường và các năng lực bị động. Các năng lực bị động này thì lại thường kích hoạt khi đã đạt một số lượng đòn đánh thường nhất định. Vì vậy, mục tiêu chính sẽ là giúp cho nhân vật đó có thể đánh nhanh nhất có thể. Thậm chí, trong những đơn vị cao tờ, đôi khi cũng có những đứa thuộc trường phái Fury.
thì cái bọn này sẽ không hồi chiêu mà thay thế bằng một cái ống tích nộ và sẽ tích dần sau mỗi lần đánh thường. Nên đối với bọn này các chỉ số giảm hồi chiêu đều trở nên vô dụng. Anh em chú ý để đừng bị phí phạm nhé. Còn set còn lại là set Crit Damage cộng 40% thì lại không được sử dụng nhiều nữa, vì nó còn phải phụ thuộc vào hai chỉ số khác là chỉ số Hit và chỉ số Crit. Quá khó để có thể đạt được hiệu quả mong muốn, nên anh em cứ làm lơ set này luôn cho khỏe. Set hai món thì anh em có thể tập trung vào 3 set, đó là set HP, set Defense và set Eva, vì nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cao tờ của anh em. Còn set Attack, Crit và Hit thì anh em cũng nên làm lơ luôn cho rồi, vì nếu là đơn vị công thì set 4 món sẽ hỗ trợ tốt hơn set 2 món anh em à. Dĩ nhiên trừ trường hợp anh em dư giả đi theo hướng tà đạo thì sẽ không ai có thể cản anh em chơi mấy set này được. Những set có chữ anti phía trước một đơn vị nào đó thì cũng không nên dùng anh em à. Vì anh em có thể sẽ phải tráo qua tráo lại các set giữa các đơn vị khác nhau. Vì vậy nên chú trọng vô những cái trang bị không bị bó hẹp trong việc chống lại một kẻ thù đơn lẻ nào đó sẽ giúp tiết kiệm chi phí cho anh em rất là nhiều. Như cái tên của nó thì những set này được khai thác bằng cách anh em tham gia vào những chiến dịch trong Shadow Palace để có điểm và mua các khuôn đúc về để đúc. Những món này gọi là những món đồ Spectral hay còn gọi là đồ bóng ma. Ưu điểm của những đồ này là anh em có thể đúc thẳng nó thành T6, nên anh em muốn chơi đồ T6 thì cứ chơi đồ Spectral. Đó là ưu điểm lớn nhất của loại trang bị này. Vậy còn nhược điểm của nó là gì? Thì đồ Spectral giống như một sự kết hợp một chút này một chút kia của các set rồi tổng hợp lại thành một món. Ví dụ như món Spectral Blaze, anh em sẽ thấy nó có chỉ số 1 sẽ là chỉ số anti một loại đơn vị nào đó giống như set anti thường. Nếu chỉ số được cộng khi đủ bộ thì sẽ có một nửa là attack, một nửa là attack speed. Tuy chỉ số được cộng không hề tệ nhưng vì nó là kiểu săn pha nhớt nên sẽ khiến cho anh em khó tập trung vào một chỉ số nào đó cho cái đơn vị mà mình yêu thích. Nhưng nhờ vậy thì đa phần các set Spectral đều không thừa thải như những trang bị thông thường. Hai cái set thông dụng thì vẫn là những cái set có chỉ số tương tự như là trang bị thường, đó là Spectral Blaze với khả năng tăng attack speed và Spectral Pyrite có cộng thêm skill haste. Không nhiều nhưng vẫn ngon, anh em nên tận dụng đừng bỏ uổng. Và chúc mừng anh em, sau khi anh em qua được cái phần trên thì anh em đã là một game thủ cao tờ sơ cấp, nhưng để trở thành dân chuyên thì từ phần này trở đi nó mới khiến anh em tốn kém và đau đầu đây. Những chỉ số chính và những chỉ số theo set tuy là quan trọng nhưng để đạt được đủ set thì tương đối là đơn giản. Cái khiến cho hai team có thể so kèo thì nó nằm hết ở cái phần chỉ số phụ này anh em ạ. Một món đồ được đúc ra nó sẽ có hai chỉ số phụ khá là ngẫu nhiên, và anh em phải dùng cái thẻ binary xanh này để đổi nó thành chỉ số phù hợp với set đồ và đơn vị mình chơi. Món đồ xịn hay dởm nó sẽ do hai yếu tố quyết định. Một là lượng max chỉ số mà option 2 cung cấp. Hai là cái option 1 nó sẽ là chỉ số màu gì. Ví dụ như anh em chơi set skill haste nên chọn option 2 là skill haste luôn. Nếu chơi set attack speed thì cũng chọn option 2 là attack speed. Hoặc nếu anh em chơi tăng cờ thì sẽ chọn là anti ground damage hoặc là crit damage. Nếu đơn vị anh em chơi là DPS thì anti ground damage là một chỉ số không thể thiếu. Còn option 1 thì một số gear bình dân nó chỉ là chỉ số flat cộng rất là hạn chế. Vì lý do này nên cùng là gear T5, T6 sẽ có gear xịn, gear god và gear rác. Gear rác chính là những gear có những chỉ số mà mình đề cập ở trên nó thấp hơn hoặc thậm chí là không có. Điển hình là món T6 nhan nhản mà anh em rất là dễ kiếm được, đó là set đăng T. Vì với vũ khí nó sẽ chỉ có attack speed max chỉ có 4,1%, crit damage là 11,3% và anti ground damage là chỉ có 10,5%. So với mặt bằng chung thì nó khá là thấp anh em ạ. Vỏ đồng hồ thì skill hay chỉ tối đa là 7,5% và chống đam mặt đất là 10,5%. So với một món T5 cao cấp hơn một chút, ta sẽ thấy bộ T5 Antagonist có vỏ đồng hồ với skill hay lên tới 9%. Đặc biệt option 1 là màu tím cho ra chỉ số kháng đam mặt đất đến 9%. Như vậy
cùng một món mà anh em có tới hai chỉ số quan trọng thay vì chỉ có một như con T6 đang T kia. Điều đó cho thấy anh em đầu tư vào một món T5 xịn sẽ ngon hơn là một con T6 rác rất là nhiều, cho dù chi phí đầu tư cho T5 lại rẻ hơn. Vậy thì khi anh em chọn được đơn vị yêu thích, set đồ dự kiến, sau đó sẽ chọn món đồ riêng lẻ. Anh em có thể vào phần điều chỉnh để dùng những thẻ pin vàng để chỉnh lại set. Sau đó dùng pin xanh để chỉnh các option 2 hoặc là option 1 nếu được. Cuối cùng thì hiệu chỉnh độ chính xác để chỉ số có thể tăng lên max. Pin xanh anh em có thể cày bằng những nhiệm vụ hàng ngày hoặc là mua trong shop. Còn pin vàng thì chỉ có thể mua bằng kim cương hoặc sẽ mua được trong những shop event, do vậy nó rất đắt đỏ anh em à. Sau đây mình sẽ đề cập một số bộ gear tốt và ngon lành để anh em có thể tập trung đầu tư, tránh lãng phí những thẻ pin xanh và pin vàng cho những món đồ vô giá trị nhé. Đầu tiên thì không thể bỏ qua những set đồ mê cung huyền thoại được. Những set này có đặc điểm nổi bật là option 1 đều là những chỉ số rất có giá trị. Ví dụ như ở vũ khí và hai món phụ kiện sẽ là chỉ số cộng thêm gây đam mặt đất. Và ở vỏ counter thì sẽ là chỉ số kháng đam mặt đất. Đã vậy chỉ số lại còn rất cao nữa anh em ạ. Việc chỉ số này có sẵn sẽ giúp anh em có thể tập trung toàn bộ yêu cầu cho chỉ số option 2. Set mê cung rất phù hợp với những đơn vị là hạt nhân của team, là những DPS quyết định thắng thua bởi sở hữu bộ skill cực mạnh như những đơn vị counter Awaken Yuna, Queen hoặc là Shaolin Tháp. Đơn vị lính như lính súng trường Admin hay Veronica. Đơn vị thiết giáp thì có E1 hoặc là Sigma. Vì vậy, trang bị một bộ mê cung cho hạt nhân của team là điều tối quan trọng để anh em có một đội hình vững mạnh. Set mê cung hiện chỉ có thể đổi trong shop PvP và shop Danger Close. Tiếc là anh em chỉ có thể mua một lần và nó sẽ không reset. Nhưng được cái là những cái điểm này rất là dễ kiếm. Đánh thắng thua gì cũng được điểm nên anh em siêng năng là sẽ có. Tiếp theo là bộ phụ kiện Gordias với núm counter sẽ kháng đam cận chiến và bộ chuyển động sẽ kháng đam tầm xa. Hai món này kết hợp với Mace hoặc là cái kiếm Hummingbird có khả năng kháng mọi loại đam ở option 1 sẽ giúp cho tăng cờ của anh em trở thành một bức tường bê tông vững chắc bảo vệ tuyến sau một cách hiệu quả. Mace, Gordias và Hummingbird đang là những món đồ tốt nhất anh em nên đầu tư, thậm chí là dùng để up lên T7 thay vì những món đồ T7 củ chuối có sẵn. Tương tự như mê cung thì Gordias và Hummingbird hiện chỉ có thể mua ở shop PvP và Danger Close. Ngoài mấy God Gear kể trên thì ta có bộ nâng cấp của Dante, đó là SC Dante T6 và SC Alex T5, cũng rất phù hợp với những đơn vị thuần DPS như Shaolin vì có option 1 là cộng crit dam lên tới 15%. SC Dante cũng có thể được đúc trong HQ bằng các điểm debuff ray nên anh em chịu khó xuyên debuff đi nhé. Cực kỳ quan trọng đấy anh em ạ. Anh em có thể bỏ qua bộ Polymer vì nó chỉ dành cho những đơn vị nào kháng một đơn vị cụ thể nào đó. Hai bộ T5 khá ngon nữa là bộ Antagonist và bộ Remaze. Hai bộ này giống như là một bộ mê cung thu nhỏ vậy anh em à. Ưu điểm là chi phí nâng sẽ rẻ hơn, anh em cũng nên tận dụng đừng bỏ uổng. Bộ này được tặng trong event gì đó mà mình quên rồi. Anh em lục lại xem coi mình có hay không. Nó là cái hộp quà mở ra là có ấy. Vũ khí trấn là những món mà chỉ dùng cho riêng một nhân vật cụ thể nào đó và không dùng cho những đơn vị khác được. Điều này cũng là một trở ngại khiến cho anh em phải đắn đo khi đầu tư vì sợ đơn vị đó có thể bị ban tuần. Những trang bị trấn cũng có điểm nổi bật, đó là option 1 sẽ có những chỉ số đặc biệt như những God Gear. Thậm chí chỉ có vũ khí trấn mới có option 1 là Skill Haste. Vì vậy đôi khi một số anh em có thể đạt được một lượng chỉ số không tưởng và cao hơn những anh em có full bộ Mace hoặc là Gordias rất là nhiều. Vì những chỉ số gear chấn cho phép sẽ trùng hai chỉ số option 1 và 2, nhưng lưu ý là không phải cái nào cũng được. Ngoài ra, chấn còn có một số tính năng đặc biệt không có trong hệ thống skill thông thường như cái áo choàng tự hồi máu của Seo-yoon hoặc là chỉ số dam RDC giảm mọi loại dam.
hoặc là cái tăng phạm vi special skill. Hiện có hai phương pháp để có thể có được vũ khí trấn. Một là anh em hoàn thành các yêu cầu trong mục counter case. Hai là farm tại phần thử thách. Game sẽ ra luân phiên các đợt farm tùy vào nhóm nhân vật mà anh em hứng thú thì anh em hãy canh mà làm nhé. Hiện tại thì challenge đang cho farm đồ của Asmodeus bao gồm có Rosa, Doma và Yuma. Thì trong đây mình thấy món của Rosa là ngon nhất. Anh em có thể vào phần up gear T7 để tham khảo. Như anh em thấy thì ghế của Rosa cho đam mặt đất lên tới 16,5% thì chắc là cao nhất game rồi anh em ạ. Cái nhẫn của Doma cũng cho skill haste là 11%, tương đương với đồ mê cung. Anh em có thể xem thêm để chọn món phù hợp. Nhiều anh em thắc mắc là có nên dùng pin để hiệu chỉnh trấn hay không thì theo mình, newbie thì không nên. Sau khi anh em hiệu chỉnh chuẩn các món Mace và Gordias thì anh em có thể cân nhắc. Chứ mình đến bây giờ vẫn chưa chỉnh xong hết những cái món đó anh em ạ. Chúc mừng anh em nào chơi đến phần up gear trấn thành T7 này thì quả là anh em đã bước vào hội siêu cấp rồi. Anh em nào newbie vẫn chày cối muốn chơi gear T7 thì có thể farm trong challenge để đổi trong HQ nhé. Nhưng mà mình báo trước là T7 này không hề thân thiện với newbie tí nào đâu. Cảm ơn anh em đã xem đến giây phút này của video. Dĩ nhiên, đây chỉ là kinh nghiệm của bản thân mình nên có thể không tránh khỏi những thiếu sót. Anh em thấy chỗ nào chưa đúng thì góp ý giúp cho mình trong phần comment nhé. Chúc anh em chơi game vui và hy vọng anh em mới chơi chưa xuống hết tài nguyên trước khi xem video này. Hẹn gặp lại anh em ở những video kỳ tới nhé. Bye! To reach to the highest of myself.